10 sự kiện pháp luật tiêu biểu năm 2021. Đã thành thông lệ từ 10 năm nay, báo Pháp luật Việt Nam đều tổ chức bình chọn và công bố 10 sự kiện pháp luật tiêu biểu trong năm. Theo đó, 10 sự kiện pháp luật nổi bật nhất, điển hình nhất và có tác động mạnh mẽ nhất trong năm 2021 là: 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 và sự chuyển hướng linh hoạt, kịp thời trong việc xây dựng, ban hành các quyết định của nhà nước về phòng chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. 3. Các hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghị quyết đại hội đảng tới tận xã, phường. 4. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công bố bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 5. Triển khai nghiên cứu, xây dựng nghị quyết trung ương về chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. 6. Lần đầu tiên Bộ Chính trị ra nghị quyết về định hướng chương trình xây dựng pháp luật cho cả nhiệm kỳ Quốc hội. 7. Bình chọn tôn vinh 50 gương sáng pháp luật nhân ngày pháp luật Việt Nam năm 2021, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật. 8. Tăng trọng trách cho các cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực. 9. Chính thức ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. 10. Cho phép tổ chức phiên tòa trực tuyến. Việc bình chọn 10 sự kiện pháp luật tiêu biểu năm 2021 giúp công chúng có cái nhìn tổng quát về đời sống pháp luật, xây dựng thể chế cũng như thi hành pháp luật của đất nước trong một năm, góp phần hình thành dư luận ủng hộ, tôn vinh những sự kiện pháp luật tích cực, hình thành thái độ sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, phê phán, lên án những sự kiện pháp luật tiêu cực.